Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu một ly của thương hiệu Delong, dòng âm ly mặt dày với chiều cao tận 17 cm, chiều ngang 43,5 và chiều sâu 39. Dòng âm ly Delong này nó có một cái đặc điểm, đó là xuất tín hiệu AV, tức là làm pre cho thiết bị âm thanh khác. Đặc biệt là nó có đường rẻ mã quang và xuất tín hiệu cả cổng quang lẫn cổng analog ra ngoài, để các bác tận dụng làm play cho cục đẩy hay là các bộ karaoke gia đình nhà mình, cho nó được hay hơn. Tức là các bác mua cái âm ly Delong này, các bác vừa có một cái âm ly đánh vào những cặp loa bass 2 năm và vừa có một cái đầu rẻ mã DAC, tức là đường play out làm DAC rẻ mã đấy. Tức là các bác không cần phải sắm thêm cái bộ rẻ mã nào nữa, và đây tích hợp rẻ mã xuất tín hiệu cổng DAC đấy, cổng pre DAC này đấy. Dòng này thì đây nó đánh được rất nhiều sò luôn, 2, 4, 6, 8, 10 con sò than nguồn lớn này. Dòng rẻ mã chuẩn 24 bit trên âm ly của dòng Delong. Dòng mặt nhôm màu vàng chanh, nó đánh được hai cầu loa B và A cộng B. Nhưng mà khi A cộng B thì trở kháng rất là cao. Dòng âm ly vẫn có chỉnh chế độ bass check ở trên máy, bass check cộng trừ 12. Mặt nhôm màu vàng chanh và trong quá trình vận chuyển nó có một cái sức nhẹ đấy các bạn. Rất là nhẹ đấy. Rất xíu nhỏ xíu luôn. Với cái âm ly Delong, vừa làm âm ly vừa làm giải mã pre-out, em bán với giá chỉ có 2.300.000 đồng cho một dòng Delong. Con này thì hơi xấu tí nên bán cho các bác từ 2.300.000 cho một cái thương hiệu lớn Delong. Cắm cổng giải mã quang trên âm ly đây. Cổng optical một có hai cổng quang và có rất nhiều cổng ở analog CD, DVD, TV, VCR đấy. Delong AVR1801 công suất 200W, hàng được lắp ráp tại thị trường của Korea, Hàn Quốc, với trở kháng A hoặc B này, 6 đến 16 ohm, và A cộng B sẽ là 12 đến 16 ohm. Và đây sẽ là đường phông để các bác kết nối với các thiết bị âm thanh khác như cục đẩy, mà cục đẩy nó không có chỉnh bass check ấy, các bác tận dụng cái này để lấy được cái mạch âm sắc của cái dòng Delong này ra. Sau đây em sẽ test luôn cho các bác cái cổng play out này. Hiện tại em sẽ rút cái dây loa này ra. Nó sẽ hoạt động song song cả hai luôn các bạn, vừa đánh âm ly vừa xuất tín hiệu pre-out. Em có một bộ âm thanh khác phía sau rồi đấy, chỉ việc cắm là xong thôi đấy. Và đây các bác chỉnh volume này đấy. Đấy, các bác check ăn theo luôn đấy. Kể cả các bác không đánh trực tiếp bằng âm ly đánh vào loa, các bác có thể cứ bật lên và chỉnh cái chế độ volume phù hợp để làm coi như là cái đầu rẻ mã cho thiết bị âm thanh khác đó, cũng rất là hay. Đây, kể cả đường CD chính là đường từ điện thoại vào đấy, đường analog này đấy, chính là đường analog này. Với cái mức giá chỉ có 2.300.000 đồng, rất là rẻ để cho các bác vừa làm âm ly vừa làm
cái đầu rẻ mã DAC với chức năng làm pre, gọi là làm pre đấy ạ. Đấy. Máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin chất bãi luôn. Đấy. Đấy, mời các bác xem kỹ cái mặt tiền của em nó. Duy nhất có mỗi cái vết xấu ở chỗ này thôi, nó đây, vết xấu này. Đấy. Còn lại thì hình thức còn khá là đẹp rồi các bạn. Đấy. Có những cái vết nhỏ niti này không đáng kể lắm các bạn. Đấy. Nhìn xa thì không biết được đâu. Đấy. Giá chỉ có 2.3 triệu không bao ship. Đấy. Các bác mua hàng liên hệ cho em có số điện thoại 0961 22 555. Hàng chưa được ra toàn quốc. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.